Sâm. Câu hỏi thứ nhất như sau: tại sao tôi nên dùng sản phẩm đông trùng hạ thảo Hector Sâm? Một câu hỏi khá là hay. Để trả lời câu hỏi này thì Kim Tuyến xin được nhắc đến thành phần của sản phẩm. Thì như mọi người cũng biết rồi đó, dược, đông trùng hạ thảo là một loại đông dược vô cùng quý, với dược chất cordyceps và adenosine. Nó có cái tính năng là giúp cho chúng ta bồi bổ thêm cái sức khỏe, tăng cái sức trẻ. Và bên cạnh đó, đông trùng hạ thảo còn có khả năng là phòng chống ung thư, thải độc gan, bổ phổi và thông tim mạch. Thì nên là cái việc mà đông trùng hạ thảo phối hợp với thế sâm, thì mà sâm trong sản phẩm này không phải là nhân sâm, mà đó là đẳng sâm và nam dương sâm. Đây một cái loại sâm mà có cái công dụng là hỗ trợ rất là tốt cho những người mà mắc bệnh huyết áp cũng giống như tim mạch. Và bên cạnh đó có chùm ngay và đinh lăng, sẽ như là một cái loại mà sản phẩm dinh dưỡng bồi bổ cho cơ thể. Thì Kim Tuyến có một lời khuyên rằng đối với các đối tượng như là chúng ta tập luyện thể thao với cường độ mạnh nè, rồi với các bạn mà chúng ta làm việc quá hơi quá sức, rồi với những người lớn tuổi cũng giống như là những người mà cần hồi phục sức khỏe sau phẫu thuật, thì chúng ta nên dung nạp một chai sản phẩm này mỗi ngày để đảm bảo cái quá trình tập luyện cũng giống như một cái chất lượng sức khỏe tốt. Câu hỏi số 2: cách dùng và liệu trình của sản phẩm đông trùng hạ thảo Hector Sâm. May quá, sản phẩm đông trùng hạ thảo Hector Sâm này chúng ta không cần phải dùng theo liệu trình, mà chúng ta sẽ dùng theo nhu cầu. Như với các đối tượng của sản phẩm mà Kim Tuyến vừa chia sẻ, thì mỗi ngày chúng ta sẽ dùng từ 1 đến 2 chai một ngày, vào một buổi sáng và một buổi trưa. Và Kim Tuyến cũng xin trả lời luôn thắc mắc của một số bạn cho phần câu hỏi này, đó là không biết rằng là sử dụng cả hai sản phẩm cùng trong một ngày có được hay không. Thì câu trả lời đó là quá được, bởi vì là hai sản phẩm này với cái chức năng nó khác nhau. Có nghĩa là sản phẩm sâm nó sẽ bổ trợ về vấn đề sức khỏe đó, đông trùng hạ thảo mà cộng thêm sâm giống như là hổ mọc thêm cánh rồi. Nhưng mà bên cạnh đó, nếu chúng ta có nhu cầu cao hơn nữa, có một sức khỏe và kèm với một cái làn da căng tươi trẻ, thì chúng ta phải bổ sung sản phẩm đông trùng hạ thảo Hector Collagen. Thì nên rằng là đối với Tuyến cũng vậy, mỗi ngày Kim Tuyến sẽ dùng, những ngày mà Kim Tuyến đi làm cường độ nhiều, quay nhiều trên phim trường, thì Kim Tuyến dùng buổi sáng một sản phẩm đông trùng hạ thảo Hector Collagen, cộng với một buổi trưa đông trùng hạ thảo Hector Sâm. Câu hỏi thứ 3: sản phẩm đông trùng hạ thảo Hector Sâm có an toàn hoặc bị ảnh hưởng hay phụ thuộc gì nếu không sử dụng hay không? Thì câu trả lời đó là chắc chắn không, bởi vì các thành phần trong đông trùng hạ thảo Hector Sâm được chiết xuất 100% từ thiên nhiên, rất là an toàn, nên là chúng ta sẽ không bị phụ thuộc nếu không sử dụng. Có nghĩa rằng là khi chúng ta có nhu cầu về cái sức khỏe của chúng ta thì chúng ta sử dụng, mà khi mà chúng ta đã không có nhu cầu về cái điều đó thì chúng ta không cần sử dụng và không có bất cứ tác dụng phụ hay là ảnh hưởng nào, nên mọi người yên tâm nha. Kim Tuyến xin được chuyển qua câu hỏi tiếp theo, đó là thời gian cảm nhận và hiệu quả của sản phẩm là bao lâu? Thì cái này Kim Tuyến sẽ chia ra thành hai phần ha. Phần thứ nhất dành cho các khách hàng chúng ta sử dụng đều đặn sản phẩm mỗi ngày như hướng dẫn, có nghĩa là từ 1 đến 2 chai một ngày. Thì cái việc sử dụng đều đặn liên tục trong một cái thời gian dài thì nó sẽ đảm bảo cho chúng ta một cái sức khỏe ổn định. Còn đối với các khách hàng mà chúng ta không dùng đều đặn, dùng khi có nhu cầu, thì các bạn sẽ cảm nhận rất là rõ cái sức khỏe, cũng giống như cái năng lượng chúng ta sẽ tăng thêm trong ngày khoảng hơn 50% sau khoảng 40 phút sử dụng sản phẩm. Và đây là một câu chuyện hoàn toàn thật nha mọi người. Đó là công việc của Tuyến có những cái thời điểm mà dường như Tuyến không được ngủ hơn 24 tiếng đồng hồ. Và khi mà thật sự trước, đối với Tuyến, việc đầu tiên mà Kim Tuyến tiếp cận sản phẩm đó là từ sản phẩm collagen, Kim Tuyến thấy rất là hiệu quả rồi. Nhưng mà khi mà Kim Tuyến không phải là, nói chung là Kim Tuyến không phải là đối tượng mà sử dụng đều đặn sản phẩm này, Kim Tuyến sử dụng khi có nhu cầu. Thì vừa rồi thì với cái lịch quay dày đặc thì Kim Tuyến dường như 24 tiếng không được chập mắt, và Kim Tuyến đã dung nạp cho mình
mình một chai đông trùng hạ thảo Hectosam này và kết quả dường như là ngoài mong đợi. Có nghĩa rằng sau 24 tiếng mà không ngủ thì đương nhiên tất cả mọi người chúng ta sẽ cảm giác rất là mệt mỏi, ngày ngực. Nhưng mà khi dùng sản phẩm thì nó cho Tuyến thêm hơn 12 tiếng nữa tỉnh táo. Nên là dường như là không ai nhận ra rằng là Tuyến đã không ngủ hơn 36 tiếng đồng hồ. Đây là câu chuyện hoàn toàn có thật. Và riêng đối với mẹ Tuyến cũng vậy. Mẹ Tuyến là một cái nhân chứng sống và rõ cho cái hiệu quả sản phẩm Hectosam. Bởi vì là trước đây mẹ Tuyến là không đi được bởi vì cái chứng về việc khớp, cũng giống như là thoái hóa cột sống của mẹ Tuyến. Thì nên là mẹ Tuyến đi bộ khoảng 5 phút thì mẹ Tuyến phải ngồi nghỉ đến 15 phút. Thì cái điều này cản trở làm cho cái chất lượng cuộc sống giảm đi rất là nhiều. Nhưng mà lần sinh nhật mẹ Tuyến vừa rồi thì Tuyến có tặng cho mẹ Tuyến một món quà sức khỏe, đó là sản phẩm Hectosam này. Thì là mẹ Tuyến uống tính đến thời điểm này là được hơn 6 tháng. Thì là đến là bây giờ là mẹ Tuyến đều đặn mỗi ngày đều đi tập thể dục, đi bộ hơn 1 tiếng đồng hồ tại công viên Cầu Ánh Sao và lái xe máy phong phong trên đường ở khắp mọi nơi. Còn trước đây thì mẹ Tuyến đi đâu thì cũng phải đi bằng taxi hoặc là có người chở. Thì nên rằng nếu như các bạn còn nghi ngờ về cái hiệu quả sản phẩm thì các bạn có thể liên hệ với Tuyến hoặc là kể cả mẹ Tuyến, cũng giống như là fanpage, cũng giống như là hotline của Hector Kim Tuyến, để mà chia sẻ những người thật việc thật về hiệu quả của sản phẩm là như thế nào. Sản phẩm đông trùng hạ thảo Hectosam có gì khác so với các sản phẩm trên thị trường? Thật sự ra thì sản phẩm nào cũng có cái giá trị ưu việt của nó. Nhưng riêng đối với sản phẩm đông trùng hạ thảo Hectosam của Tuyến thì Kim Tuyến hoàn toàn cam kết về cái chất lượng ổn định cũng giống như độ an toàn của sản phẩm. Bởi vì là từ cái chủng nấm đông trùng hạ thảo là chủng nấm mà công ty Hector đảm bảo được nhập khẩu chính ngạch từ Nhật Bản. Bên cạnh đó, các thành phần khác như sâm, đinh lăng, chùm ngay có trong sản phẩm cũng được công ty nuôi trồng. Thì vì vậy chứng tỏ đây là một cái quy trình khép kín để đảm bảo mang đến các bạn cái sản phẩm mà chất lượng ổn định nhất và an toàn nhất. Việc dùng sản phẩm đông trùng hạ thảo Hectosam có bị tác dụng phụ hay bị dị ứng gì không? Thì Kim Tuyến cam đoan là không. Bởi vì những thành phần dược chất ở trong sản phẩm đều cam kết chiết xuất từ thiên nhiên thì nên sẽ không có những cái tác dụng phụ như hoặc là dị ứng ngoài mong muốn. Nhưng Kim Tuyến chỉ có một khuyến cáo như thế này, thì để cho chúng ta đảm bảo cái giấc ngủ về đêm thì chúng ta nên dùng sản phẩm đông trùng hạ thảo Hectosam trước 14 giờ mỗi ngày. Sản phẩm đông trùng hạ thảo Hectosam có thể dùng chung với các loại thuốc khác hoặc các loại thực phẩm chức năng hay không? Thì câu trả lời là có. Bởi vì thành phần lành tính của các dược liệu có trong sản phẩm nên chúng ta hoàn toàn có thể dùng chung với lại các loại thuốc chúng ta đang dùng cũng như các loại thực phẩm chức năng. Chỉ có một khuyến cáo rằng là chúng ta sẽ dùng cách nhau 2 tiếng so với các loại thuốc và cũng như thực phẩm chức năng mà chúng ta đang dùng mà thôi. Sản phẩm sâm 100% có mặt trên thị trường có gì khác biệt so với đông trùng hạ thảo Hectosam? Có một sự khác biệt rất là lớn, đó là sản phẩm đông trùng hạ thảo Hectosam có thêm thành phần đông trùng hạ thảo vô cùng quý. Thì nên rằng là để đảm bảo về cái hiệu quả của sản phẩm cũng giống như rằng cái nhu cầu tăng sức khỏe như mong muốn thì Kim Tuyến khuyên các bạn nên dùng sản phẩm đông trùng hạ thảo Hectosam. Phụ nữ có được dùng đông trùng hạ thảo Hectosam hay không? Thì câu trả lời của Tuyến là hoàn toàn có. Đặc biệt là đối với các chị em phụ nữ có nhu cầu về tập luyện thể thao cũng giống như là cái công việc quá nhiều trong một ngày, thì Kim Tuyến khuyên rằng là ngoài một chai đông trùng hạ thảo Hector Collagen thì chúng ta nên bổ sung thêm một chai đông trùng hạ thảo Hectosam để đảm bảo hiệu quả tập luyện cũng giống như là công việc. Và có một cái khuyến cáo đặc biệt đối với các chị em đang mang thai là chúng ta không nên dùng sản phẩm đông trùng hạ thảo Hectosam ở 3 tháng đầu của thai kỳ và 3 tháng cuối của thai kỳ. Nhưng đối với các chị em sau khi sanh thì Kim Tuyến khuyên các bạn nên dùng sản phẩm đông trùng Hectosam ở tháng đầu tiên sau khi sanh để cho các mẹ phục hồi nhanh, cũng giống như là thành phần đinh lăng, đẳng sâm trong sản phẩm sẽ giúp cho chúng ta có cái nguồn sữa dinh dưỡng và dồi dào cho em bé.